trời ơi, hai con kia đâu rồi? Nam, Cam, đó cái gì vậy trời? Cái sân khấu người ta đây rộng cho anh thang mà nó trong quê trong quá vậy. Hai con kia đâu? Sẽ ra music. Ê, mày làm cái gì mày như một cái con khùng vậy hả? Rồi mày dán bông dán qua qua dạng thọ mày đi, mày dán đến đầu người ta để là người ta chứng ông táo mày biết không? Thì bây giờ già mình có gì trong cái đó trời ơi, dán lên đại đi. Ê, tao nói mày nghe nè, mày tên là con Trầm mà sao cái giọng mày nó cứ quang nó giống cái con hồ Bích Trâm gì quá vậy hả? Hả giống được cũng mừng. Rồi bây giờ mày đi khỏi nói, công việc của mày làm cái gì mà mày ra đây mày làm khùng làm điên ở đây? Bán vé xong là bán vé. Bà con người ta bắt ghế, người ta sắp hàng, người ta đợi mày bán vé. Mày đến đây mày làm cái gì tào lao vậy? Bán vé xong rồi, chờ bà con người ta đi nhận nước xong rồi đi vô đi bày trò vậy đó. Bây giờ mày ra mày hỏi coi bà con nào chưa nhận nước mà kêu bà con giơ tay lên đàng hoàng. Rồi thông chủ nước cho bà con. Bà con mày chưa nhận nước không ạ? Trời ơi mày, hãy cho nhận nước sạch tâm bây giờ nè. Tao nói mày nghe, mày phục vụ bà con, phục vụ cho đàng hoàng nha. Bà con tới đây bà con yêu thương mày. Anh làm cái gì vậy? Rồi cái con này rồi cái con. Nằm ơi nằm. Mày đừng kêu nó nằm nữa được không? Lẽ nó tên nằm rồi mày càng kêu nằm là nó nằm luôn. Bây giờ mày kêu nó tên đứng đi. Nhỏ Phục Trang, đứng lên giùm cái. Ê cơ mày nữa. Mày làm Phục Trang mà mày làm hơi lúa rồi đó. Ê trong cái đoạn này. Rồi mày giặt chơi sao nó chúa quá vậy? Trời ơi mày trời. Đó là anh tôi. Đó tôi thiệt. Ê rồi trong cái đoạn này là mày làm Phục Trang á. Rồi mày theo cái con điên này ra mày làm khùng làm điên. Nãy giờ trời ơi chết tôi, nó không có gì cả. Ủa sao lời nói với nó không có giá trị với hai con này sao vậy cô bé? Đúng rồi anh là cái gì ở đây mà anh có cái quyền gì này mà anh dám la tôi? Mày làm cái gì mà mày có rồi mày làm cái gì mày bị kinh lên tao? Mày bắt bớt gì tao nói cho mày biết nè. Mày làm gì trong đời này? Cái đoạn này tao lớn nhất. Lớn dữ chưa? Trong cái đoạn này tao quyết định hết tất cả mọi thứ. Anh làm cái gì anh lớn nhất? Trong cái đoạn này tao là người đem lại tới cái miếng cơm cho mày ạ. Trời ơi sợ quá. Là mày chết đói. Wow. Ngày hôm nay tao bỏ đói mày luôn con. Ý là mày nói là mày là người quan trọng trong cái đoạn này đúng không? Đúng, tao là người quyết định hết tất cả mọi thứ. Tao xây chuyện cả cái đoạn này. Ôi thằng kia này sao? Hôm nay tao bỏ đói mày luôn. Mày sắp tới số đó rồi. Dẹp cái đoạn này luôn. Rồi mày ngon không mày dẹp không? Tao dẹp luôn, tao dẹp sạch cái này luôn. Trời ơi mày gan quá rồi. Chưa? Mày muốn giật cái gì hả thằng kia? Ý là nói là giật sạch cái đoàn này là hai con này nó sẽ giật. Nhưng mà nếu nó giật là em cản chứ em không có giật. Mày cản hả? Dạ. Em ra đi mày nhiều chuyện. Công việc của mày là cái gì? Dạ nấu cơm. Hả? Thì nấu cơm đoàn. Giờ rồi mày nấu cơm cho tao ăn chưa hả? Bắt rồi cơm xong rồi giờ ra đây chơi. Mà mày nói nghe nè. Cái gì? Nó ra đây nó làm khùng làm điên kìa. Chửi nó đi. Tao thấy mày còn làm khùng làm điên hơn hai đứa nó nữa kìa. Mày thấy chưa? Rồi ba đứa bay tập hợp ở đây làm cái gì? Tao nói mày bữa giờ đó hát hò thì nó ế ẩm, vé thì bán không được, không có tiền ăn cơm, mà không phụ tao nghĩ ra cái gì cho nó hay ho hấp dẫn cho bà con bác xem. Cái diễn mấy cái tàu lao xí đế, một đứa thì quấn khăn, một đứa thì quấn mền, một đứa thì mấy không bao nhiêu cái bộ đồ này giống cái bộ đầm dạ hội hả? Cái sáng tạo nghệ thuật của con, ông bầu nói vậy con chị ơi. Ê bầu ơi, bây giờ có phải cách nào là mình dẹp cái con này qua bên được không? Mỗi lần nó đi chuyện nó đợi nó lâu quá, tại vì nó đại nó điệu quá. Nó điệu mệt quá, mệt luôn á. Tao cũng mệt rồi mà giờ hết người làm rồi biết không? Mày điệu quá vậy? Mà để tao hỏi ở dưới coi. Im lặng, để tao hỏi dưới coi có bà con bác nào mà đăng ký nè, lên nè, làm Phục Trang nè, mà nấu cơm nè, rồi bán vé, tao sẽ thế ba đứa mày liền. Trời ơi, ê vậy miếng cơm bánh áo người ta nha. Ông bầu, ông nghe cái gì chưa? Cái gì? Công nhân viên còn, công ty còn, nhân viên nghỉ, công ty sập. Đúng.
Đúng. Ông cho tụi con nghỉ là ở đây sập luôn đó. Ở đây không còn. Đây ông cho ba đứa tụi con nghỉ một cái là tụi quậy nát cái sân khấu luôn á. Trời ơi mày gan quá rồi. Trời ơi trời ơi. Mày dám không? Mày dám không? Tao nói bà con muốn bác dưới thương tao lắm, nãy giờ tao chưa chào bà con bác. Dạ kính chào quý bà cô bác ạ. À. Kính chúc quý bà bác mình một buổi tối thiệt là vui vẻ. Dạ dạ Phương Dừa để xin giới thiệu, là Phương Dừa là ông bầu. Dạ hồi xưa là cái đoàn của Phương Dừa là đi khắp nước luôn. Cái đoàn khoảng 100 người mà đi ấy, không có ai mà chịu nổi lên cái miệng của trời ba đứa này trên nè. Dữ vậy sao? Đi hồi xưa là có luôn. Hồi xưa đi là có danh ca Trung Anh nè, có danh hài Minh Nhí nè, có nghệ sĩ ông Tú Ngọc Huyền nè, rồi có danh ca Chí Tâm, dạ, có dạ, nghệ sĩ Nhân Dân. Dạ, đó là hồi xưa thôi, đó đi riết và bây giờ còn có bà đứa này. Tại đây sao? Tại đây sao mà mấy cô chú nghĩ cho trơn không? Dạ. Tại thằng này nó nấu ăn dở quá. Ủa, người ta cũng đang nấu cho mày ăn đó. Thôi nè, bà đứa mày đứa cãi này bây giờ nè, bữa nay là tao coi như là cũng ráng cố gắng để làm một chương trình để bà tới đây ủng hộ mình nè. Bây giờ tụi bay giúp giùm tao đi chương trình hôm nay. Có biết cái gì đâu mà giúp, trời ơi ông bầu mà sao kìa. Trời ơi, mình thấy ông bầu. Tự nhiên nói cái chương trình con mới nhớ. Bây giờ kinh phí mình tổ chức chỉ có mấy lá nhà tranh vậy thôi mà đòi. À ông bầu đòi một ca sĩ lớn là tiền nô hả? Tổ chức sân khấu hoành tráng nào lại tiền kia cũng khó khăn cho tụi con. Ê nói đầu ngay nha, mày liệu liệu chứ mày thông minh nha con. Ôi, ông bầu không lẽ tao ngu? Không, ý là tao nói không từ mày ngu thì không phải mình mày ngu mà ba đứa ngu như nhau, thấy không? Cái vừa chỉ có một mình tao là không biết. Vừa nghĩ ra cái ý tưởng của bảo chửi ngu thôi, dẹp lại khỏi nói luôn đi. Tụi mày nói đi tao mới biết. Ê, bây giờ mày lấy gì? Tụi mày ý là vậy nè, là bé này là nó nói cái ý là bây giờ sân khấu mình ở đây là vừa dặn vừa phải đúng không? Là cái đoàn mình là sẽ không có nhiều tiền để mình mướn những ngôi sao lớn về đây trình diễn cho bà con coi đúng không? À, đúng rồi. Thì ý là vậy đó. Ê, trời ơi công nhận nha, cái của mày hay quá trời. Ý của mày quá trời hay. Nào á. Trời ơi bà ơi hay quá trời, ý hay luôn. Trời ơi quá trời hay rồi. Tao mới nghe ba đứa mày khen ý hay chứ tao chưa có biết ý gì hả đứa không? Bà con bác không biết ý gì. Tao không biết cái ý của tụi bay là cái ý gì. Tụi bay hay nói cái ý gì thì tao mới biết cái ý gì. Tự nhiên tụi bay nói cái ý tụi bay hay tao có biết cái gì đâu. Phải nói cái ý cái gì tao mới biết chứ. Nhưng mà nó hay thiệt. Cái ý này nó hay thiệt. Là ý gì? Là mày nói đi. Ủa nhưng mà nãy giờ nói rồi mà bà con hiểu đúng không ạ? Ủa bà con hiểu không ạ? Ủa sao kỳ vậy? Nữa có người không hiểu, hai người tất cả đều không hiểu ta. Ý tụi bay là ý vậy? Bây giờ ý gì? Ý gì bây giờ? Ý gì? Thôi nè, chồng giải thích đi chồng. Trời, để bé chồng giải thích. Bình thường là bé chồng lắm mà bữa nay bé không chồng nổi luôn. Dạ thưa ông bầu, ý của tụi con là bây giờ nè, tại vì cái ngôi sao hội quán của mình á là đơn giản, dễ thương, mộc mạc. Bây giờ mình cũng không có kinh phí nhiều, đâu có mời được nghệ sĩ lớn đâu. Đúng. Cho nên là bây giờ mình mời những cô chú nào, những anh chị nào hát hay, mình mời về đây đúng không? Tại vì người ta rất là thích lên sân khấu, rồi người ta muốn được mình cho lên sân khấu hát là một cái niềm hạnh phúc của họ. Rồi với lại con có một cái ý vậy nè ông bầu, mình tạo cái sân khấu ở đây nè, nó sẽ có một cái sự khác biệt tí xíu. Mình tạo một cái không gian sao mà cho nó gần gũi với bà con, bà con sẽ giao lưu được với nhau nè. Mình đừng có tạo một cái khoảng cách gì hết á, nghệ sĩ với bà con là gần gũi nhau hết. Khoảng cách là tao với mày chứ tao với bà con sao nói cách gì cũng đẩy ra hết trơn. Khó quá. Ông ghét tụi mình lắm hay gì á? Thôi bây giờ ba đứa tụi mình đi luôn không? Ý hết đi. Thôi mình đi là. Bây giờ hỏi coi bà con bác có đồng ý không đã? Thì hỏi đi. Ý kiến của tụi mày. Dạ bà con bác ơi, giờ là mấy đứa nhỏ nó muốn giới thiệu giọng hát mà hay, nhưng mà tại vì người ta cũng chưa có điều kiện để phát triển á, bà con bác có đồng ý không ạ? Đó, bà con bác đồng ý. Đồng ý cho xin vô chàng giúp tay con nữa. Xin cảm ơn con. Mày kêu quá trời luôn. Bây giờ là bạn của ai? Không phải bạn. Hồi nãy cái chị kia chỉ đi bán giấy số, xong em tới chị hát hay quá, cái kêu chị vô là chị hát luôn. Đúng mày. Ê thiệt không nghe, mày lại quậy lộn đủ lương mày. Trời ơi thiệt chứ không thiệt. Trời ơi thiệt thì dở thử mới biết. Đúng rồi. Thôi thử đi. Thử để lấy niềm tin với ông bầu, thử đi. Rồi bây giờ nào sẽ là để con mời cho, tại cái mỏ con nó hơi hổn. Con mới nhiều nữa, con không có chầm được. Bây giờ mấy cái vụ mà giao lưu văn nghệ ra để con cho. Con mời chị vô chị hát cho ông bầu nghe, ông bầu thấy ok thì mời tiếp, còn không ok thôi. Ok là mày đi bán vé số luôn á.